Vâng, em chào các anh nhá. Đấy, hôm nay em bàn giao cái đôi loa Kenwood UD77 để cho bác khách có cái Zalo tên là Toto nhá. Đấy. Đấy. Đây là đôi Kenwood UD77 anh nhá. Đây có đôi này thì em cũng phải nói luôn rằng là nó là cái loa công suất nó bé thôi, nó có 20W, chỉ khoảng 6 ohm thôi. Anh về anh mở nhỏ nhẹ nhá, không được mở to nhá, mở to cháy là không ấy đâu. Em nói luôn là các cái loa bãi này, hàng bãi hàng cỏ này là em không có bảo hành gì đâu. Em bán giao cho bác ở đây là loa bát tép lên đầy đủ nhá, thì là về mình dùng cẩn thận nhá. Đấy. Rất nhiều trường hợp khách hàng về là dùng xong rồi mở bị cháy xong rồi bắt đèn rồi. Đấy. Và cái này em nói luôn là các cái trường hợp mở cháy mà bắt đèn là em không có chấp nhận đâu. Đấy. Bây giờ em đưa ba đăng sơ sang loa bên này này và test bát tép cho anh nha. Đây đầu tiên em đưa bát vào để giải tép xuống này. Loa bên này em đã không đưa tiếng nha, không có tiếng đâu. Đưa giải tép vào đây. Em bịt tay vào cái tép nhá. Này cái tiếng tép yếu yếu hẳn đi đúng không? Để chứng tỏ là có phải có âm thanh từ tép đưa ra thì nó mới bị yếu như này đi nha. Bây giờ bỏ tay ra này. Ok, như vậy là loa bên này chạy ok này. Giờ em đưa sang loa bên phải nhá. Vẫn đang trong tình trạng là đưa tép lên vào này và đẩy bát về này. Đây, bây giờ bịt tay lại thử nhá. Bỏ tay này. Ok này, để rút nó rút hẳn cái dây loa bên này, này đi. Đưa trả lên trên này đi. À, tức là thử cùng một vế cho nó dễ thử nhá. Cho nó chuẩn chỉ nhá. Có nhiều khi mà thử hai vế có đôi khi là vế nó khác vế kia thì nó lại khó ra. À. Vì âm điệu đánh stereo mà. Đôi khi là khi mà đánh stereo thì vế trái vế phải đó, một bên thanh bên trầm lúc nào nó tiếng tép nó sẽ khác nhau nhá. Thử cùng một vế cho nó dễ này. Để em đẩy bát vào nhá. Mình sợ tép về này. Ok nhá, bát thì rất là dễ thử đúng không? Đây. Bây giờ lại rút cái loa này ra, cắm trở lại cái loa này vào đúng cái vế đấy nhá. Loa bên này. Đúng cái vế đấy này. Đây. Đẩy tép vào này. Đấy. Hai con loa nghe đến rất là đều nhau nhá. Em nghe đem thấy đều nhau, không biết anh nghe thì thế nào nhá. Đây. Ok nha, thì đấy là cặp UD77 nha, em test là hai loa là bát tép vẫn sống đầy đủ nhá. Thì là bác
thì bây giờ em sẽ cuốn con loa này vào để nát đóng hàng gửi đi cho anh nhá. Đi chiều cho có bên bưu điện người ta qua người ta lấy hàng để chuyển đi. Xin chào anh ạ. Vâng.